Trung tâm dạy tiếng Anh của Úc hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam bất ngờ thông báo đóng cửa. Trung tâm ngừng hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Mới đây, trung tâm ngoại ngữ ACET thuộc IDP Việt Nam thông báo ngừng hoạt động. Sau hơn 20 năm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, ACET sẽ ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tất cả học viên hiện đang theo học sẽ được hỗ trợ để hoàn thành khóa học hiện tại của mình, thông báo nêu ACET cũng cảm ơn các học viên, giáo viên và cựu học viên của chúng tôi, những người đã đóng vai trò quan trọng trong hành trình lịch sử của chúng tôi. Thông báo nêu tiếp, chúng tôi biết rằng nhiều cựu học viên của ACET đã đạt được nhiều thành công nhờ vào việc hoàn thiện và phát triển khả năng tiếng Anh tốt trong môi trường công việc và cuộc sống. Chúng tôi tự hào về phần đóng góp của mình trong sự thành công của quý khách hàng trong suốt thời gian qua. ACET nêu nếu đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, đội ngũ của IDP có thể cung cấp thông tin về các công cụ hỗ trợ miễn phí và trả phí để đạt được kết quả tốt nhất vào ngày thi. Theo thông báo này, các hoạt động tư vấn du học và tổ chức thi IELTS tại văn phòng IDP Ngọc Khánh, Hà Nội và IDP Lê Văn Sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động bình thường. ACET là trung tâm tiếng Anh quốc tế, chuyên giảng dạy chương trình Anh ngữ học thuật và luyện thi IELTS để chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ cho việc du học và kỹ năng học tập trong môi trường đại học quốc tế. ACET cũng cung cấp các khóa kỹ năng tiếng Anh học thuật chuyên biệt và tiếng Anh học thuật dành cho học sinh trung học cơ sở. Trung tâm này đến trước khi đóng cửa có 4 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đặt tại số 187 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3 và số 226 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình. Còn tại Hà Nội, các cơ sở tại tòa nhà Ocean Park, một đào Duy Anh và số 15 đến 17 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình. Theo giới thiệu trên website, trung tâm ngoại ngữ này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDP Việt Nam. Trong đó, IDP là công ty dẫn đầu trong các dịch vụ giáo dục toàn cầu. IDP là một công ty niêm yết tại Úc, hoạt động tại 57 quốc gia và các trang web của chúng tôi thu hút 100 triệu lượt truy cập mỗi năm. Cùng với Hội đồng Anh, IDP là thương hiệu tổ chức thi IELTS quen thuộc. Hiện số lượng trung tâm luyện thi IELTS đang nở rộ, nhiều người đạt điểm số cao cũng bắt đầu tuyển sinh và đứng lớp điều này dẫn tới thị trường ôn luyện ielts cũng khốc liệt hơn